Từ ngày 4 tháng 5 thì học sinh ở trên nhiều tỉnh thành trên cả nước đã quay trở lại với trường học mà chúng tôi đã ghi nhận trong tuần vừa qua. Từ ngày 4 tháng 5, học sinh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước bắt đầu quay trở lại với trường học. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗi lo về lỗ hổng kiến thức, các kỳ thi dồn dập thì cũng có rất nhiều những câu chuyện bi hài xảy ra trong tuần qua. Ví như, các bạn học sinh đi học phải đeo khẩu trang, lồng thêm kính chống giọt bắn, mắt đã cận lại thêm một lớp kính nữa thì không hiểu tầm nhìn của các em có bị hạn chế đi không. Chắc cũng chẳng dễ chịu gì với đầy đủ phụ kiện trên người mà phải tỏ ra thích thú như thế này. Đầu tuần vừa qua, cả miền Bắc bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhưng học sinh đi học lại không được bật điều hòa. Vậy thì không biết là học hay là hành? Ở một ví dụ khác, một số trường học có quy định dừng tạm thời việc bán trú, giờ ăn giờ học phải đảo so le. Có thể hiểu như thế này. Một lớp ở cấp tiểu học có 60 em học sinh. Để đảm bảo giãn cách nên lớp phải chia đôi hoặc chia ba. Vì vậy mà giáo viên dạy cùng một môn thì lại phải tăng số tiết. Nói vui thì cũng phải ba đầu sáu tay để quản lý học sinh, mà nhà trường thì không đủ chỗ hoặc cũng chẳng thể đủ tiền để trả cho giáo viên dạy thêm như vậy. Trong khi chúng ta còn đang mông lung, lo lắng cho những bất cập khi quay trở lại trường học, thì thật may mắn là Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã nhanh chóng đưa ra thông báo mới. Không bắt buộc các em học sinh phải đeo khẩu trang, đeo kính chống giọt bắn và học được bật điều hòa, cũng như một số hướng dẫn khác để đảm bảo phòng chống COVID-19. Vâng, và thực ra thì sau khi xem tin đó xong thì tôi cũng chưa thể hiểu được cảm giác của các em, cho nên là hôm nay tôi đã thử mang đến trường quay vừa khẩu trang vừa kính chống giọt bắn, và tôi sẽ ở đây cho đến khi sau phần phỏng vấn của người làm ra thông tin này để tôi xem là cái cảm giác nó như thế nào. Xin chào biên tập viên Anh Ninh. Xin chào anh. Vâng, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Vâng, biên tập viên Anh Ninh là người đã làm thông tin về việc chúng ta vừa đeo khẩu trang vừa đeo kính chống giọt bắn. Và anh có thể chia sẻ quan điểm của mình, một người mà chuẩn bị có con sắp quay trở lại với trường học không? Thực ra thì tuần vừa rồi sau khi lướt qua toàn bộ những cái thông tin thì tôi có hai điều tôi muốn chia sẻ là như sau. Thì tức là thứ nhất thì tôi cũng là một người có con. Thì sang tuần thì hầu như là các khối mẫu giáo và nhỏ hơn thì sẽ bắt đầu đi học, thì tôi đang tự hỏi là liệu khi các con đi học rồi sẽ lại có một cái vấn đề nào đó tương tự như cái câu chuyện kính chống giọt bắn và sẽ lại được đem ra để bàn luận rồi lại đưa ra phương án. Thì lúc ấy tôi cảm giác là nếu mình lại quay trở lại là mình học sinh thì mình lại bị xoay như một cách trong chóng, và từ đấy cái câu chuyện tôi là phụ huynh thì tôi cũng sẽ bị xoay như trong chóng, và từ cái việc công việc của tôi nó bị ảnh hưởng thì tôi lại nghĩ đến một cái điều, đó là hiện nay thì các trường cũng đang lên các cái phương án, thì tất nhiên là họ dựa trên những cái yếu tố để đảm bảo cái sự hài hòa cho giáo viên, cho học sinh, để đảm bảo việc học cũng như việc dạy. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là cũng phải nên gọi là các trường cũng chú ý tới gọi là các cha mẹ phụ huynh một tí, bởi vì tuần vừa rồi cũng ghi nhận là nhiều trường cấp 3, cấp 2 là các lớp bị chia thành các giờ khác nhau, rồi cùng một lớp lại bị tách ra rồi đan xen, thì có những cái phụ huynh ghi nhận là phụ huynh phải bỏ ra cả ngày. Ví dụ gia đình nào mà có 3 con thì là coi như là mất cả ngày chỉ để đưa con đi học và cũng không thể làm được việc gì. Nên tôi nghĩ là một trong những câu chuyện là chúng ta cần lưu ý tâm tới, hay là cũng chỉ gọi là tôi cá nhân nhắc nhẹ một tí thôi, là tìm một cái sự hài hòa đó cho cả những cái quý vị phụ huynh, trong đó tôi cũng là một vị phụ huynh, thì đó là một vài cái suy nghĩ mà tôi đọng lại được sau khi làm cái tin này. Vâng, cảm ơn biên tập viên Anh Ninh, và cho tôi xin phép một chút. Wow. Vâng, cảm ơn anh. Tôi cảm thấy là như vừa đi xông hơi xong, vừa có khẩu trang, có thêm kính chống giọt bắn mà tôi lại còn đeo kính nữa, thì tôi đã bắt đầu hiểu được cái cảm giác rồi đấy, mờ mịt hết cả và rất là khó thở. Tôi cũng gọi là chia sẻ với các em học sinh trong tuần vừa qua, và cũng rất được ghi nhận và chia sẻ cùng với biên tập viên Anh Ninh là ở góc độ của những phụ huynh. Vâng, và cảm ơn anh, một lần nữa cảm ơn anh vì những thông tin rất bổ ích này. Để tiếp tục theo dõi những vị khách mời thú vị sẽ xuất hiện tại VTV Chất lượng Cuộc sống thì quý vị có thể xem những clip tiếp theo, ấn vào nút đăng ký ngay sau đây. Cảm ơn quý vị và các bạn, tạm biệt.